quản lý các cái đối tượng trong media. Cái thứ nhất đó là nhóm, nhóm hủy nhóm, và mình tạo cái đối tượng parent với lại unparent, nhóm lại bấm Ctrl G giống như bên AI các bạn. Đó, ba này mà các bạn muốn di chuyển chung, muốn xoay chung với nhau thì các bạn quét chọn cả ba. Để ý ha, để ý cái vùng chọn của mình nó luôn có một cái đối tượng màu xanh. Vậy đối tượng màu xanh có ý nghĩa là gì? Đó là đối tượng mà mình chọn sau cùng á. Nha, đối tượng màu xanh là đối tượng mình chọn sau cùng. Ví dụ thầy giữ phím shift, thầy chọn nè, hình thứ nhất, hình thứ hai, hình thứ ba. Các bạn thấy không? Hình sau cùng là hình màu xanh. Ở đây hình thứ nhất, hình thứ hai, hình thứ ba. Chọn sau cùng là màu xanh. Thì sau này á, những cái đối tượng nào mà chọn sau cùng các cái hiệu ứng á, nó cũng có kết quả là khác nhau. Ví dụ hiệu ứng cộng trừ lấy làm dao gì đó, không vâng nha. Để các bạn thấy đây, bấm Ctrl G nhóm lại. Thì các bạn để ý trên bảng outline này, bảng outline là chỗ này ha. Đó, mình nhấn Ctrl G là bảng này nó sẽ gom lại thành một edit group. Đó, nó gom lại thành cái group như vậy. Nha. Còn bảng này nè các bạn, thầy chọn nè. Thầy chọn bảng này, thầy nói là edit parent phím P. Đó. Thì hai này khác nhau, các bạn thấy không? Đây group nó có cái mũi tên màu đỏ ha. Còn cái này là parent. Parent là nó tạo một cái cây phả hệ như thế này, cha con, cái này là cha, hai này là hai thằng con. Nha. Cái này là nhóm. Đó, vậy thì hai này nhóm với lại parent khác nhau chỗ nào? Đó. Nhóm và parent nó khác nhau chỗ nào? Cái thứ nhất là cái hình ảnh nó khác này. Nha, và cái thứ hai cái cách điều khiển của nó cũng khác. Ví dụ đây các bạn chọn vào đối tượng con, các bạn chỉnh chẳng hạn như là xoay. Đó. Thì không ảnh hưởng tới ai hết. Chỉnh con thì cha không có ảnh hưởng nha. Nhưng mà chỉnh cha nè. Đó, hai con nó sẽ ảnh hưởng theo. Được chưa? Đó. Được chưa các bạn? Còn nhóm là gì? Khi mình chọn vô group á, chọn vô group, mình chỉnh là nó sẽ ảnh hưởng hết. Được chưa các bạn? Là chỉnh trên cái group này nè. Còn mấy cái đối tượng này gọi là con hết. Con hết. Cho nên nó cũng cho mình chỉnh riêng luôn. Đó. Vậy là thằng này là chỉnh cả nhóm. Còn thằng này là chỉnh theo mối quan hệ cha con. Các bạn có thể chọn anh này. Các bạn chọn này với này nè. Này với này. Các bạn bấm P một cái nữa ha. Đó. Này là cháu nè. Cha, con, cháu. Rồi vậy là chỉnh anh này thì những cái anh trên không thay đổi. Nhưng mà chỉnh anh này là dưới này thay đổi nè. Đó. Kiểu các bạn. Đó, còn các bạn hủy nó thì các bạn chọn hết. Các bạn đó là edit unparent. Vậy là nó tách ra bình thường ha. Còn group thì các bạn cũng có là edit ungroup. Ok, vậy là mình thấy sự khác nhau giữa một cái group với một cái parent ha. Rồi tiếp theo đó là duplicate. Duplicate là mình nhân đôi nó lên đó. Là copy dán lại đó ha. Ctrl C, Ctrl V. Thì các bạn sẽ dùng là Ctrl D. Sau đó các bạn di chuyển cái đối tượng và mình dùng Shift D để lặp lại. Lưu ý là cái lệnh Shift D, Ctrl D đó, các bạn lưu ý là tắt cái phần mềm gõ tiếng Việt đi nha. Tại vì các bạn dùng phần mềm gõ tiếng Việt mà cái kiểu gõ tách lét đó là nó hay bị trùng phím á. Các bạn tắt đi. Vậy mình muốn nhân cái đối tượng lên là đầu tiên mình copy. Rồi mình di chuyển hoặc là xây rồi mình lặp lại là mình dùng cái lệnh này các bạn. Duplicate with transfer. Ha. Đây nha. Ví dụ mình có cái đối tượng này nè. Đó. Có cái đối tượng này mình nhấn Ctrl D. Ctrl D. À. Rồi lúc này các bạn di chuyển này. Di chuyển này nó gọi là transform. Rồi lặp lại cái lệnh transform đó, mình chọn là edit duplicate with transform Shift D. Đó, các bạn nhấn Shift D là lặp lại. Hiểu chưa? Đó. Rồi ví dụ thứ hai ha. Ví dụ thứ hai. Ví dụ thứ hai là mình xoay, xoay nhưng mà mình dời tâm.
Giờ tâm thì các bạn có cái phím gọi là phím D, phím D trên bàn phím nha. Phím D cái mình nắm tâm dời đi, rồi mình nhấn D cái là tâm nó sẽ nằm ở đây luôn. Và bây giờ các bạn xoay, các bạn xoay, các bạn lấy công cụ xoay. Trước khi xoay mình nhấn Ctrl D cái đó, rồi mình xoay nó ha. Ví dụ xoay tới đây, rồi các bạn lặp lại, các bạn cứ nhấn Shift D thôi, hiểu không? Tương tự đổi kích thước cũng vậy. Đổi kích thước, ví dụ mình có cái hình, được chưa? Mình di chuyển ra ngoài này đi ha. Rồi bây giờ các bạn muốn đổi kích thước thì các bạn nhấn Ctrl D nha. Sau đó các bạn dùng công cụ scale này, scale, ví dụ mình scale theo hướng này thôi đó, rồi nhấn Shift D, Shift D. Nhưng mà mấy đối tượng bên trong nó bị ẩn, mình quét chọn mình mới thấy đó. Thậm chí giờ chọn thì nhìn thấy đối tượng nhưng mà không thấy rõ, thì các bạn chọn chỗ này nè, chỗ này nó có chữ là X-ray, X-ray là cho các bạn nhìn xuyên qua đó, thì các bạn sẽ thấy các đối tượng ở đây. Để thấy mấy đường viền, các bạn bấm vào chỗ này, bấm vào cái khối này ha. Wireframe on shape, đó là mình thấy được các cái đường viền của đối tượng, nhìn xuyên thấu qua đó. Nhưng còn bây giờ mình muốn rõ lại thì mình bấm đây, được chưa? Vậy thì mình vừa có cái lệnh là di chuyển copy nè, xoay copy nè, đổi kích thước copy. Thì đơn giản là các bạn nhấn edit, duplicate trước, sau đó mình transform. Transform là di chuyển, xoay, đổi kích thước, và dùng cái lệnh là shift D. Được chưa?